Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồng Phúc. Tiếp tục clip bán máy anh em hôm nay nha. Chúc anh em có một ngày thứ hai đầu tuần làm việc thật là vui vẻ nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình xin nhắc lại là 0355 356 356 có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em mua làm cọc trước cái cào Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn mình họ tên địa chỉ cùng với model cái máy cần mua thì mình ship hàng cho anh em nha. Máy bán ra thì nói chung là tất cả các máy đều mình có ship code toàn quốc nha anh em. Anh em chỉ cần cọc tiền là mình sẽ ship hàng. Tiền cọc thì trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng nha. Anh em nào mà tin tưởng chuyển khoản thẳng thì mình bao ship đó. Còn anh em nào mà cọc tiền thì anh em chịu phí ship cho mình nha, từ 340 tới 50.000 tùy theo khu vực là xa nha. Rồi không dây dòng nữa, mình xin giới thiệu máy anh em hôm nay luôn. Con máy đầu tiên trong clip hôm nay là mình có một con Tab Huawei nè anh em, Tab Huawei nha, bỏ sim vô xài được nha anh em. Cái cây sim có nha, mình để ở ngoài kia. Con này là Tab Huawei 8 inch. Tab Huawei 8 inch. Con này nó là màn hình 8 inch nha anh em, RAM 216 nha. Ngay có cái đoạn trên đây này. Đoạn trên đây nó bị ố phản quang một xíu. Anh em. Đó, bị ố phản quang nước một xíu nha. Nhưng mà nó đã ngon lành rồi, không ảnh hưởng gì nữa nha. Anh em mua con này thì mình bán giá mềm. Đây, mình sẽ test cho anh em coi cái RAM nó này. Wi-Fi đồ bắt rất là mạnh nha. Anh em Wi-Fi đồ xài thoải mái ha. Đây, RAM 216 nha. MediaBus T3. Đời máy là L09. Test cái loa coi. Loa đồ rất ok nè. Bỏ sim vô là xài nha. MediaBus T3 Huawei. Để anh em giá 990.000 thôi. 990k. Xem YouTube rồi ok luôn. RAM 2GB nha anh em, chạy rất mạnh nha. Một con duy nhất ha. Tiếp theo clip là con Xiaomi Redmi Note 3. Anh em 5.5. RAM 332, pin 4000. Máy đẹp keng nha. Đó. Cáp lưng kèm theo, máy rất là đẹp. Kính đại giá nghịch lực. Không có xước nha anh em. Redmi Note 3 chức năng full nha. RAM 332 cũng còn xài rất là ok, màn sáng đẹp nha. Đó. Con này đến em giá của nó là 1 triệu 290 ngàn kèm sạc dán kính nha. Một con Samsung J737 bản hàng màu đen, J737 nha anh em, màn hình 5.5 nha. RAM 332, pin con này là 3.300, máy đẹp 98 tới 99%, kính này không có vết xước luôn. Máy đẹp chức năng full nha, không có loại phải nha anh em. RAM 332 Galaxy Y3 bản hàng một sim nha, máy cực đẹp, màn cực nhầy luôn, xài ok luôn. Giá 1750 nha anh em, 1750. Samsung A600 bản hàng màu xám lông chuột nha. Máy cũng còn rất là ok, sườn xước này. Đó. Lưng đẹp nha anh em, lưng đẹp ha, sườn có móp nhẹ thôi. Trầy nhẹ chứ không phải móp gì mấy. Kính kem, đã dán lực cho anh em rồi. Đó. A600 bản hàng một sim nha anh em. RAM 332, màn hình 5.6, pin 3000. Để anh em giá con này là 1690 thôi. 1690 kèm sạc dán kính nha. iPhone 5 SE về liên tục nha. 32GB riêng full quốc tế. 32GB. Máy nói chung là đẹp tầm 98 trở lên. Máy riêng gương. Đó. Rất là đẹp nha. Chức năng ok nha, wifi vân tay vân chân đầy đủ. Nói chung là quốc tế, anh em chỉ bỏ sim là xài, và mọi chức năng mình bao full hết ha, không có lỗi phải gì hết ha.
bỏ sim vô là xài, cho anh em reset thoải mái. Tài khoản anh em về tự tạo nha, mình chưa có đăng nhập tài khoản nha anh em. Ok nha, giá 1950, 1950 32GB. Tiếp theo là con Oppo F5 bản nội địa nha. Oppo F5 máy đẹp, có lưng luôn, máy đẹp kèn nha anh em. 98 trở lên ha, 98-99. Màn hình 6 inch nha, RAM 4 64, pin 5000, à pin 3002, sorry đây anh em, pin 3002. Oppo F5 chiếc này hoạt động là trơn tru nha. F5 này RAM 4 64 này, đó, rất là rõ ràng. Màn sáng đẹp nha. F5 đến đây giá 1.800.000 nha, 1.800.000. Oppo F3, con này thay vỏ mới anh em, con này là bản VN, thay vỏ mới rồi, đẹp keng luôn, màn thì sáng đẹp, đại giá lực cho anh em rồi. Màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 4 64 ha, pin 3002. Oppo F5, con này là F3, đó, hay rất là đẹp. RAM 4 64. Màn sáng đẹp nha anh em, chức năng full. Con này để anh em giá 1.800.000 luôn, ngang con F5 nha. F3 máy đẹp keng luôn, còn 1.800.000. Tiếp theo là con Samsung A20 bản VN, vỏ xuất sắc anh em, theo 5 tháng nha anh em. Màn hình 6.4, RAM 332, pin con này 4.000 ha. Kính này đại giá ngân lực rồi, đẹp keng. Màn ring full, màn ring theo máy, chức năng ok hết nha. RAM 332 nha anh em, pin 4.000 ha. Samsung Galaxy A20 máy ring. Ok, con này A20 đó để anh em giá 2.4 triệu. Tiếp theo là một con Ryobi ring, máy ring nguyên, vỏ có xuất sắc, xấu không được đẹp keng nha anh em, vỏ nó xấu nha. Đó. Màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 332, pin 3.003 luôn. Vỏ thì như clip mình quay rồi, vỏ sườn có trời sóc. Đường cái kính có dán lực, mình mới lột ra rồi, nói chung còn đẹp. Kính lông mèo nhẹ thôi, đẹp. Đó, màn cũng còn sáng đẹp nha anh em. Ryobi Rim, RAM 332. Đó. Chức năng hoạt động ok nha, full chức năng. Ryobi Rim con này đến em giá 1.500.000 nha, 1.500.000 nha anh em, kèm sạc chắn kính ha. Ryobi mà này giá quá bèo luôn. Oppo Neo 7 máy này thay vỏ sau rồi, sườn thay nha. Màn hình 5 inch, RAM 2 16 anh em, pin 2.4. Con này phải RAM 2 không, mình coi lại kỹ ra chắc. RAM 1 anh em, RAM 1 phải RAM 2, sorry anh em nha. RAM 1 bộ nhớ 16 nha. RAM 1 ghi nha. Đó, Neo 7. Chức năng ok, màn sáng đẹp nha. Đó. Màn rất là đẹp. Oppo Neo 7, con này để anh em giá của nó là 750k. 750 nha. Cực rẻ luôn. Oppo A3s vỏ xeo xấu nha anh em, không được đẹp ha, vỏ xeo xấu nha. Rồi coi xuất sắc này. Màn hình 6.2, RAM 2 16, pin 4230. Đó, vỏ xeo xấu, chỉ còn thay cái nắp là đẹp ngay rồi, mình chưa có thay nha. Này kính thì ok luôn, kính đẹp, màn riêng. Đó, Oppo A3s anh em, mẫu mới ha, cũng dòng đời mới luôn. RAM 2 16 GB, Android 8, A3s, màn sáng đẹp. Đó, full chức năng. Con này để anh em giá 1.650, kèm sạc giăng kính nha. Một con Oppo A83 bản nội địa nguyên zin, màn hình 5.7, RAM 4 64, pin 3180. Con này là bản nội địa nhưng mà bản RAM 4 nha nè, phải RAM 3 nha, RAM 4 GB. Đó, máy sáng đẹp nguyên zin.
chức năng hoạt động khỏi phải lăng tăng nha anh em, trơn tru ha. Là cho anh em coi cái cấu hình máy đây, đó là 4253 nha, 464 ha. Màn sáng đẹp như riêng, chức năng full. Con này đến em giá 1.83 đó, 1.8 1.8 nha anh em, giá ngân lực kèm sạc cho anh em đầy đủ. Samsung A10, con này nếp sau thay mới rồi nè, thay mới rồi, màn hình 6.2, RAM 232, pin 3.400, đó, pin 3.400, máy thì thay rồi, nó đẹp, khen luôn, kính thì đã dán ngân lực, chức năng này full nha anh em, A10 nha anh em, A10, RAM 232, Samsung A10, con này đến em giá 1.7 nha. 1.7 kèm sạc dán kính nha anh em, máy rất đẹp luôn, thay vò mới rồi anh em yên tâm xài chuẩn. Tiếp theo là con Note 8 có cái ốp lưng đẹp cho anh em luôn nha, bản hàng một sim. Đây cho anh em coi cấu hình máy, màn hình là 6.3, RAM 664, pin 3.300, con này là cái nếp sau là chắc thay mới rồi này, rất là đẹp, keng luôn, bút trùng nha, bút màu xanh luôn này, còn bút luôn. Đây nó 8 nha anh em. RAM 664 ha. Kính đẹp keng này. Nó bản hàng thì một sim nha anh em. Đó, màn sáng đẹp ha. Phía góc dưới ra thì nó ám vậy này. Đó. Có sao nó dài ha, mình quay kỹ cho anh em, có ám màn hình. Mấy cái dòng AMOLED đây đa số là có ám hết. Nhưng mà không có đáng kể ha, cũng còn rất là đẹp. RAM 664, màn hình con này 6.3. Và pin nó 8 thì cái 3.3 thôi nha anh em. Chức năng full nha, bỏ vô sim là xài nha anh em, một sim. Con này đến em giá 4.2 nha, 4.2 kèm sạc cho anh em đầy đủ. Tiếp theo là con Samsung A50, con này nếp sau thay mới nha, màn hình 6.4, RAM 464, pin 4.000 nha, thay mới keng rồi anh em. Đó, kính đẹp keng nha, kính này màn riêng nha anh em, có một hai vết xước cực nhẹ thôi, không đáng kể ha. Đánh giá là đẹp keng luôn á, nếu mà con máy này quá ok. RAM 464, cấu hình còn xài rất là chuẩn nha, cao với không phải thấp. Facebook Zalo thoải mái nha. Samsung A50, con này đến em giá 2.9 nha, giá ngân lực kèm sạc. Tiếp theo là con Samsung J7 Lut nha nè, vỏ sau là như ring nè, có xước sát nha. J7 Lut, Ribay và lút Ribay cộng anh em. Màn hình 5.5 ha, RAM 432, RAM 4GB nha anh em, pin 3.000 ha. Màn thay mới nha, con này màn thay mới. Đó, chức năng hoạt động ok luôn. Ribay cộng. Đó, màn sáng đẹp nha, thay rồi nhưng màn rất là đẹp. RAM 4, bộ nhớ 32, con này với em giá 1.7 nha, 1.7 nha anh em, kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn. Tiếp theo là con Vivo Y20, máy riêng Y20 nha anh em, màn hình 6.51, RAM 464, pin 5.000, đẹp keng, 98.9 luôn, đẹp phải đó, tầm 99%, không hề có xuất sắc luôn, quá keng. Màn sáng đẹp ha, Vivo Y20 đời mới nha anh em, RAM 464, pin 5.000, cực trâu bò. Pin 5.000 thì anh em xài trên một ngày thoải mái nha, một ngày không thể hết pin được nó. 64GB. Chỉ nó xài ghê quá mới hết thôi, chứ còn nói anh xem ngày một ngày là không thể hết được nó đâu. V2027 nè, RAM 464 nha. Rồi, con này để em 2.6 nha. Đẹp keng luôn, 98-99% nha. 26. Tiếp theo là con Samsung A50, con này màn riêng nha, còn guarantee nha anh em, mới keng luôn. Nếp sau xuất sắc nha. Đó, như clip mình quay nha. RAM 464 nha anh em. Màn hình 6.4, pin 4.000 nha. Rồi cái sườn nó hơi cắn cắn gì vậy không đây. A50. Bản VN xài 2 sim nha anh em. Chức năng full nha, máy nguyên riêng, chưa có thay thế hết, con này màn riêng luôn, sườn nó hơi xước xước như vậy thôi, nói chung là cũ mà chưa thay thế thì nó phải giải thôi anh em,
nó không thể nào mà đẹp như mình thay cái giò mới nha. Đó, con này bán nhanh cho anh em giá 2,8 triệu thôi, 2,8 triệu. Còn hơi sướng sướng tí mình để giá đó nha, còn nếu nó đẹp keng là phải 2,9-3,10 ha. Con này 2,8 thôi. Mấy cái máy mà trên 2 triệu thì anh em cầm 100.000 Viettel nha. Rồi clip này xin tạm dừng rồi thôi. Thằng ấy chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà nha.